Khổng Tử dạy 8 bài học lớn ở đời. Muốn thành công, ai cũng phải biết tận dụng. Khổng Tử, 551-479 trung cấp nghề, là ông tổ của Nho gia, người được hậu thế xưng tụng là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy của muôn đời. Những triết lý của Khổng Tử xoay quanh việc làm thế nào để đạt được cảnh giới của bậc quân tử, thánh nhân, cảnh giới của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ông lưu lại cho hậu thế nhiều di sản tinh thần quan trọng. Đối chiếu với xã hội hiện đại, những tư tưởng của Khổng Tử hãy còn nguyên giá trị. Dưới đây là một số đạo lý như vậy. 1. Cách làm người của bậc thánh nhân. Thành tín. Nói lời phải thành thật, phải có độ tin cậy. Đạo hiếu. 100 việc thiện chữ hiếu đứng đầu. Hối lỗi. Biết sai phải ăn năn hối cải. Chí hướng. Người bình thường không thể làm lung lay, thay đổi chí hướng của bản thân. Bạn bè. Nên giữ tình bạn ở mức thân mật phù hợp. Khoan dung. Là một loại cảnh giới. 2. Đạo đối nhân xử thế của bậc thánh nhân. Không chỉ nghe lời người khác nói, còn cần quan sát hành động thực tế mà họ làm. Linh hoạt, không tự phụ. Chí hướng không giống nhau thì không thể kết thành bạn. Dĩ hòa vi quý. Thiện dùng năng lượng của sự hòa ái ngay thẳng để xử lý tất cả các mối quan hệ. Cảnh giới làm người tốt nhất. Thái độ làm người ung dung. 3. Đạo hành xử của bậc thánh nhân. Đối với lời nói không có căn cứ, người thông minh sẽ biết cách chấm dứt. Không nên khoe khoang, nói được nên làm được. Dục túc bất đạt, đừng nên ham muốn những lợi ích cá nhân. Lấy chung lấy nghĩa để làm việc, hành xử phải giữ trung thực. 4. Làm người một cách vui vẻ, sống một cách vui vẻ. Tình cảm dạt dào như nước, vô lo vô sầu muộn như núi. Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính bản thân mình. Vui vẻ chính ở sự lựa chọn của bản thân chúng ta. Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt. Hoàng Liên vi tiêu, khổ trung tầm lạc, tạm dịch. Hoàng Liên vị vốn đắng, nếu loại bỏ vị đắng đó mới tìm thấy vị ngọt, cũng giống như con người tìm vui trong sự khổ hạnh. 5. Tu thân dưỡng tính, củng cố nền tảng làm người cơ bản. Những sự việc khiêm nhã vô lễ chớ nên hành động, hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Qua gian nan thử thách trông gai mới có thể biết được phẩm chất đạo đức của con người. Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình. 6. Tài đức vẹn toàn mới có thể giành được lòng người. Sự thắng lợi nhỏ là dựa vào trí tuệ, sự thắng lợi lớn là dựa vào đức hạnh. Bất kể việc gì nên tự yêu cầu bản thân làm cho tốt rồi mới nên yêu cầu người khác. Người quân tử là người giúp cho người khác thành công, người tàn tật là người chỉ mang tới điều ác cho người khác. Thiện đãi với việc học hành cũng tương đương với lựa chọn thành công. Sống tới già, học tới già. 7. Tĩnh lặng đứng từ xa quan sát, lập chí lớn, kín đáo làm người. Nói ít làm nhiều, kín đáo làm người. Sự kiên trì bền bỉ mới có thể tạo ra sự khác biệt. Phải hiểu được cách thay đổi nguyên tắc một cách biến báo linh hoạt. 8. Biết tự hướng nội tự kiểm điểm, hiểu thế nào là cảm ơn con người mới có thể thành công ở mọi nơi. Hãy tự hướng nội bản thân 3 lần một ngày. Khiêm tốn là một loại đức hạnh. Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ làm ảnh hưởng tới đại cục. Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội, mà chỉ sợ không có năng lực để đạt được chỗ đứng đó. Hãy học cách biết cảm ơn. Theo DKN. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.